Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi sáng của ngày 18 tháng 8 năm 2024. Thì như chúng ta biết là hiện nay các cái tình hình chỗ Ben-Gurut, tức là cái tỉnh mà nó giáp với chỗ Kusker là đỏ đây, Ben-Gurut là ở dưới và Buryan ở trên, tức là ba tỉnh này là giáp biên giới với Chal-Gi-gup, Sumi và Kharkiv. Thì tình hình rất là phức tạp, bởi vì là quân của Ukraine hiện nay đang khiêu khích không chỉ là Kursk mà kể cả Ben-Gurut cũng như là Buryan. Cho nên là Nga hiện nay đang ra những cái sắc lệnh, tức là chống khủng bố, nhưng mà thực tế là chắc là cũng đã dàn quân rồi, chứ còn nếu không thì nó sẽ tấn công như kiểu Kursk. Cái thứ hai, có một cái vấn đề tức là Armenia hiện nay, tức là bạn của Nga trước đây đây, Armenia ở phía nam Kavkaz, tức là đã cung cấp cho các cái hệ thống phòng không S-125 cho Ukraine, cũng như là tên lửa Tochka-U cho Ukraine. Tất nhiên đây là những cái loại của Liên Xô cũ thì nó cũng hư hỏng rồi, dạng thanh lý rồi, nhưng mà cũng muốn thể hiện cho phương Tây biết rằng là coi như là cũng sẵn sàng làm theo ý của phương Tây, tức là cung cấp cho Ukraine đánh Nga. Thì như thế cũng chả khác gì là coi Nga không ra gì hết các bạn. Còn ông Kadyrov thì ông là đây là Chechnya đây các bạn này, đây, thủ phủ Grozny. Thì hôm rồi ông được cái ông Elon Musk là tỷ phú của Mỹ tặng cho một cái xe Tesla rất là hoành tráng, nó gọi là cái xe gì nhỉ, nó gọi là Super Truck, tức là siêu xe bán tải đấy các bạn. Thì ông đã tạo lên một cái súng máy ở trên cái xe này và ông tặng cho cái quân khu phía Bắc, ông Kadyrov. Thì hôm nay tình hình đó cũng không có gì nổi bật, có một số cái thì hôm qua hôm kia thì chúng ta thấy là các Patriot rồi những là T-Iris, Su-24 rồi I-MAT rồi các radar là bị rất là nhiều. Thì hôm nay Sumi cũng lại tiếp tục là Nga giã vào cái chỗ mà có cái hệ thống I-MAT. Hiện nay thì họ không có mang qua đất Nga, nhưng mà họ để bên này. Thì có một số sĩ quan của NATO cũng đã dính đạn ở đây. Còn cái tình hình chung trên chiến trường thì chúng ta thấy là Nga thì đang làm chủ cái tình hình ở Pokrovsk, tức là hướng Donetsk. Còn Ukraine thì hiện nay vẫn đang, tức là có thể nói là đang lũng đoạn ở khu vực Kursk. Nga tôi chưa thấy có một cái gọi là động thái gì gọi là OF hoặc là siết cái chỗ này, không biết là có tiếp tục để cho nó vào nới để cho nó vào để mà trị hay là như thế nào thì chúng tôi nói thật là chúng tôi cũng chưa dám nói. Nhưng mà tôi thấy là cái tình thế là tức là Nga thì chưa siết mà Ukraine nó cũng chưa tấn công, nó cũng chỉ giao tranh ở một số điểm đông tây nam bắc này thôi. Thế thì chúng ta đi vào cái phía tây trước. Thì hôm qua thì nó đã đánh bom vào một số cây cầu, đặc biệt là cây cầu lớn nhất tại phía bắc, đông bắc của Vyshkovo. Thì cái cầu này đây thì nó còn sập rồi. Đây là cái sông nó loằng ngoằng, mà cái sông này nó không có chảy từ Nga từ tây sang đông hoặc từ bắc xuống nam, mà nó chảy là theo kiểu tây bắc đông nam. Tây bắc đông nam giống như là sông Hồng đấy, nó chảy xuống như thế này, sau đó nó lại chảy ngược lên là phía bắc. Đây này các bạn nhá, đây chảy ngược lên phía bắc này. Đây cũng sông này. Đấy, cho nên là nếu mà trong trường hợp mà Ukraine nó qua nó chiếm cái khu vực này, thì có nghĩa rằng là nó bên này chiến tuyến và bên kia chiến tuyến là cái sông sẽ rất là khó khăn. Nhưng tôi thấy hiện nay cũng chưa có động thái đó, có vẻ như là nó đang muốn lấy cái chỗ này như hôm trước chúng ta đã thảo luận. Thì riêng cái khu vực này thì nó đã chiếm được cái chỗ này rồi là Otrutba. Thì đây chúng ta thấy là đây là biên giới này, đây là biên giới Nga bên này, Ukraine bên này, nhưng bây giờ nó thành là thế, là bên này nó đã chiếm ra tới đây rồi. Tóm lại là cái khu vực này nó chiếm được, tức là nó không thuộc về khu vực đang chiếm đóng. Đây nó cũng là thuộc tỉnh Kursk các bạn nhé, nó cũng thuộc tỉnh Kursk, nhưng mà nó không phải là cái chỗ chiếm đóng này. Riêng chỗ chiếm đóng này ấy, thì phía tây nam đây thì nó đánh vào cái chỗ nào đâu rồi đây. Gọi là Adapasovka và Vyshkovo. Hai cái chỗ này thì chúng ta muốn biết ở đâu thì chúng ta cứ nhớ Snagot. Snagot là nó đã muốn chiếm rất nhiều lần, và hôm trước chúng ta đã nói rồi là nó đang muốn đánh là theo là cái hướng là lên trên này, sau đó nó quắp xuống. Đấy, và nó đánh phía dưới này. Đấy, để nó quắp lên. Đấy, theo cái dạng như thế này để nó đánh Snagot. Thì đây là Snagot đây. Đấy, đánh trực diện đánh không được. Thế đánh này thì hôm nay nó đánh và đã chiếm, có thể nói là gọi là dùng từ chiếm nó cũng không đúng, tức là đánh rồi Anapasovka và Vyshkovo. Thì theo như là cái bản dịch thì nó nói là khống chế hoàn toàn ở đây, tức là Nga không có lực lượng nào ở đây. Đấy. Mà Ukraine nó cũng không đến đây, bởi vì nó đến đây nó sẽ nguy hiểm, cho nên là cứ Nga vào đây là nó giã. Đấy là hai cái chỗ này các bạn nhé. Đấy. Hai cái chỗ này nó thực tế trên đất Nga, nhưng mà quân đội Nga không có ở đây. Đấy, chúng ta thấy cho rõ cái vấn đề đó. Cái khu vực phía trên này thì họ cũng tiếp tục họ tấn công lên chỗ gọi là Snagot. Cái phía trên này, phía trên của Snagot đây này, chỗ này này, thì chúng ta thấy là Nga đã bắt được là 24 lính bắt đầu hàng. Còn phía dưới chỗ Korenevo này, đây là cái chỗ mà Korenevo này, thì chúng ta biết là nó cũng không đánh thẳng và trực diện để ra con đường này được, mà cũng đang đánh cong, thì Nga cũng bắt được tù binh một số ở khu vực này. Đấy, tức là phía Tây là họ có vẻ đang muốn mở rộng phía Tây, nhưng mà đều bị đẩy lùi. Riêng cái Anapasovka và Vyshkova đây thì là hiện nay họ đang Ukraine kiểm soát bằng hỏa lực. Hôm nay người tôi hơi mệt cho nên tôi chỉ nói vắn tắt thôi các bạn nhé. Còn cái khu vực này thì tuy nó toát này thì nó không phải là Ukraine chiếm đóng các bạn nhé. Cái khu vực này nó chỉ là nó gọi là vùng xám. Đây, vùng xám, đây nó chiếm đóng ở bên này, đây là vùng xám. Lên tới chữ Savonivka này rồi. Đấy, có rất là nguy hiểm. Còn riêng cái chỗ khu vực này thì chúng ta thấy là đang giao tranh. Horlivka, Makiivka thì đang giao tranh khu vực này. Còn cái phía bên này thì hôm qua là chúng ta thấy là hôm qua là tôi khoe với các bạn là cái chỗ là rất là may là cái Martynovka này là Nga vẫn đang quản lý, thì hôm nay mất rồi. Nếu mà các bạn còn nhớ là tôi nói là hôm qua là Nga chiếm được cái chỗ này là nó cả hai bên đường đấy, cái bên đường mà đi thẳng lên cái chỗ trên này này, đấy lên cái chỗ đây đó, lên cái chỗ này mà tôi nói đây là đại bản doanh của tiền vương mặt trận đây, đấy cái này đi đường nó thẳng lên trên Kusker các bạn nhá, thẳng lên Cút. Thì đấy cái đường này thì mới hôm qua tôi nói là nó là Martynovka là của Nga, thì hôm nay đã thành của bên Ukraine rồi. Đấy, chúng ta thấy là nó cái đường này là cái đường huyết mạch để xuống sút ra đây. Đấy. Các bạn nếu mà nhớ, các bạn nhớ bỏ lên xem lại cái trước thì tôi rất mừng là lấy được cái chỗ này, nhưng bây giờ thì mất. Đấy. Còn vùng này là vùng xám. Còn cái chỗ này tuy là đỏ của Nga đây thôi, chứ Ruskova, Prasnoya thì hiện nay là nó cũng đã chiếm được cái khu vực này. Và nó cái chỗ Chekassi này thì chưa, Chekasskoya này thì đang giao tranh các bạn nhé. Đấy, tình hình nó không phải là đơn giản đâu. Còn riêng phía dưới này thì là Nga cũng đang làm chủ rồi, hiện nay Spartanoia này thì đang đánh rất ráp này. Đấy, khu vực này. Hiện nay thì Nga đã chiếm được cái chỗ này và hiện nay là đang giao tranh với Borky, nhưng mà Ukraine nó dùng các cái loại pháo kích cũng như là UAV đang tấn công các lực lượng Nga ở khu vực này. Tuy là nó gọi là đang có vòng xanh, nhưng mà thực tế là cái chỗ này là cũng là Nga đang kiểm soát rồi. Nó có một số cái nó cập nhật về cái bản đồ nó chưa kịp. Hai cái này thì Nga kiểm soát, nhưng mà còn cái trên này thì là bên kia kiểm soát, Ruskoya, Prasnoya các bạn nha. Còn Martynovka này thì là mất rồi. Cho nên là nhiều người cứ nói là coi như là đang siết vòng vây rồi thế nọ kia, chưa phải đâu. Hiện nay tình hình đây vẫn đang rất là căng. Đang rất căng. Cái phía bên này thì chúng ta thấy cũng hai cái làng đỏ đây thì nó cũng đã khống chế hoàn toàn, Nga không có ở đây. Chỉ có cái ngày hôm qua là bắt được rất nhiều tù binh từ cái hướng Korenevo và cũng như là Snagot thôi. Chứ còn thực tế tôi thấy nó cũng Nga không có khởi sắc ở cái chỗ nào hết. Mà còn Ukraine thì tôi thấy nó cũng không có tấn công mấy, nhưng mà nó chiếm được cái chỗ trên này, Ruskoya và cái Martynovka này là rất đáng tiếc. Còn bên này của hai cái làng, tức là Anapasovka và Vukova. Vậy thôi, thì hiện nay là cái khu vực này là tôi nghĩ là nó đang có những cái toan tính gì đó. Nga thì đã tuyên bố với thế giới rồi, với Liên Hợp Quốc, với IAEA, tức là nó sẽ tấn công cái nhà máy điện hạt nhân của Kusker. Nga cảnh báo nếu mà tấn công cái Kusker thì cũng lại tiếp tục cảnh báo là nếu mà đánh vào thì sẽ coi như là trả đũa, coi như là tương ứng hoặc là tức là tàn khốc. Nhưng mà tôi thấy cái câu này cũng nói nhiều rồi, bây giờ làm tôi chứ còn cứ nói nhiều thế này là không được. Nó là đánh thật luôn ấy. Cái nhà máy điện hạt nhân này thì Nga nói nếu mà đánh vào đây thì cái dân không chỉ là Nga, Ukraine bị mà cả toàn châu Âu cũng có thể bị. Nhưng mà cái đấy châu Âu nó cũng Nga nó cũng hiểu thôi, nói thì nói để mà ngăn cản Ukraine thôi, chứ còn sắp tới nó sẽ có cái trận tập kích tên lửa rất lớn dự kiến vào tối nay. Tối nay thì chúng ta là giờ Việt Nam hiện nay các bạn là đang là 10 rưỡi 11 giờ, thì bên kia nó mới có sáng thôi. Đấy, bên Ukraine mới sáng thôi, cho nên là khả năng đêm nay nó sẽ đánh. Và các cái máy bay ném bom chiến lược của Nga hiện nay cũng đang bay trên bầu trời tới cái sân bay của Olenia rồi. Bây giờ chúng ta đi xuống người phía dưới, khu vực dưới này thì cái khu Buryan cũng có một số cái khởi sắc, nhưng mà tôi thấy nó đánh thì cũng không ăn thua. Chỗ Makiivka, đây là Makiivka này. Đấy, thì cũng là cái đánh nhì nhàng mãi ở đây thì cũng chưa ăn thua. Còn trên cái chỗ Pistiana này thì chúng ta thấy là cũng trên chỗ Tabayka hoặc là phía dưới Novosilovka thì cũng đang có đánh, thì nó chiếm được một tí. Cái chỗ này thì tôi thấy nó cũng không ăn thua. Cái này thì trước đây đánh rất là hăng, nhưng mà bây giờ không biết tại sao dừng. Còn cha xuất ra thì coi như vắng bóng luôn. Chắc có lẽ là Nga đang tập trung ở phía dưới chỗ New York. Cái bản tin này thì nó cũng không khác gì cái bản tin trước đó, là coi như là Nga đã lấy được cái mỏ than này và đang hướng về hướng Torres. Chủ yếu là cái phía dưới hướng Pokrovsk. Thì hôm qua trong bản tin trước thì tôi có nói là các bạn hãy nhớ là Horlivka là 1, 2 là chúng ta cũng nhớ cái chỗ Mabryk là 2, và 3 chúng ta nhớ chỗ Selidove. Đấy là những chỗ mà sẽ đánh. Thì hôm nay thì Nga cũng đã tấn thêm được một số, cách cái Grozny này chỉ còn có 500 mét nữa thôi. Còn cái làng Zorovka thì mới giải phóng. Còn cái khu vực phía dưới này thì là Mykolivka thì đang đi xuống phía dưới này thì sẽ theo cái hướng Maverick đây. Đấy, thì hôm qua tôi có vẽ là như thế này. Đấy, các bạn nếu mà các bạn nào theo dõi thì các bạn thấy sẽ đánh xuống Maverick và sẽ đánh lên chỗ Selidove. À, đúng không ạ? Đâu rồi Maverick rồi? Đây Maverick đây, và đánh lên chỗ Selidova và có thể đánh lên Pokrovsk. Nhưng mà hôm nay ấy, thì tôi đoán, tôi nghĩ như vậy nhưng mà nó lại không đúng. Hôm nay là Nga đánh thẳng từ đây tới đây luôn, tới Selidova luôn các bạn nhé. Đây Selidova này, xin lỗi cái màu đây Selidova đây, đây Maverick đây và cái chỗ Volokha trên này. Đó. Thì ba cái này là Nga sẽ tấn được cái chỗ này, sau đó là Nga sẽ tấn đến Pokrovsk. Cái này sẽ lên Pokrovsk và cái mũi này cũng sẽ tăng Pokrovsk. Còn chưa nói cái mỏm Framika ở dưới cùng với Konstantinovka ở dưới của Marika thì là cái chuyện đấy chuyện khác. Còn cái trên này tương tác chỗ Torres nữa. Đấy thì là sẽ đánh ra cái đại bản doanh này. Mà người ta nói là cái Pokrovsk này nếu mà trong trường hợp mà nó bị thất thủ thì có nghĩa là, tôi xin lỗi cái màu nó không ăn cái màu. Nếu mà nó thất thủ thì có nghĩa rằng là Ukraine sẽ bại trận luôn đấy các bạn nhé. Tức là nó gần như nó quyết định luôn, chứ không phải là Kramatok hay là Slavian mấy ngày này chúng ta thảo luận đâu. Đấy thì hiện nay thì tôi không ngờ là Nga đang đánh vào chỗ Selidova, quân đội Nga đang ở trong này. Giải phóng chưa thì chưa giải phóng. Đấy là cái tình hình có thể nói là sáng sủa nhất ở khu vực này. Thực tế là cái Nga đang chiếm cái bãi rác đây thôi. Mà thông thường là Nga một cái chiến bãi rác của thành phố hay thị trấn nào đó thì thông thường là sẽ là giải phóng luôn cái vùng đấy, bởi vì các cái bãi rác là nó rất là cao và người ta chôn ở trên núi và nó thậm chí rác có thể nó thành núi luôn. Thì chúng ta nhớ chỗ Adipka hoặc là chỗ bên trên Torres hoặc là cái chỗ phía Drusba thì nó cũng đã có những cái trường hợp như vậy rồi. Đấy, thì tình hình đang như vậy. Thì tóm lại là cái bản tin này thì chúng tôi cũng không có nhiều thông tin, chỉ có một số cái khu vực Sumi giáp với Kursk trên này thì Nga cũng đã đánh vào các cái căn cứ, tức là đồn trú của lính Ukraine, rồi kể cả NATO thì cũng có tức là tiêu diệt được một số tên, tức là sĩ quan của NATO đấy hiện nay cũng đang sơ tán về Sumi rồi sau đó đưa về Kiev. Còn riêng ở cái khu vực Kursk này thì Nga đã cũng bắt được tương đối khá nhiều lính, tức là có hai toán, một toán khoảng hơn 10 người và một toán khoảng 24 người ở hai khu vực này. Như vậy thôi, chứ còn tất cả đang chuẩn bị cho một cái cuộc tấn công có thể nói là làm mất mặt Nga đấy. Nếu mà tấn công vào Kursk, tức là nhà máy điện hạt nhân là cái cái hệ lụy của nó là nó vô cùng nguy hiểm. Thì không biết là Nga đang bây giờ chắc là một đây là chỉ đóng máy các nhà máy và sơ tán dân thôi, và các cái tổ máy gần như là hoạt động cầm chừng, và công nhân hiện nay là cũng phải mang các cái phòng độc, bởi vì nó có thể đánh liều đấy các bạn nhé. Và thậm chí bây giờ các nước phương Tây cũng bây giờ là chúng nó cũng cứ nói là không được đánh vào đất Nga, không được đánh vào cái nọ cái kia, nhưng mà thực tế là nó nói thì nói vậy thôi. Cũng như hồi các cốp Ben-Gurut này, bây giờ nó đánh thẳng vào Kusker rồi, còn nhà máy địa hạt nhân thì nó gần hơn nữa đấy, cái nhà máy địa hạt nhân thì ngay gần đây rồi. Thế cho nên là bây giờ là nó cứ lấn dần. Khi mà Ben-Gurut đã đánh được rồi thì bắt đầu đánh đến Kursk, mà đánh được rồi thì bắt đầu đánh sang Buryan. Đấy, đây là Buryan này, đây là Ben-Gurut này, Kharkiv, Kursk, Sumi, xong bắt đầu đánh Buryan thì đánh Makiivka đây rồi. Đấy, nó cứ lấn dần theo kiểu thế. Mới đầu là chỉ có đánh quanh Kharkiv thôi, thì bây giờ đánh loạn hết. Xong bây giờ bảo chỉ có đánh cái chỗ bà chiếm này thôi, nhưng mà có khả năng đánh Kursk, rồi bắt đầu đến Buryan này. Thì tôi thấy cái tình hình này là nó cứ leo thang, mà trong khi Nga là chưa có quyết đoán cái chỗ này. Bây giờ siết thì cũng chưa siết, có thể là chưa đến thời điểm siết. Có thể là cái nhổ này thì tôi nghĩ là nhổ bất cứ lúc nào, nhưng mà bây giờ Nga cũng đang thế nào rồi, hay là đang hút hết các lực lượng nó về đây để mà lượm cái Pokrovsk dưới, để giải quyết xong cái vấn đề dưới là cái mặt trận mà coi như là của Nga đang cần thiết thôi, chứ còn cái trong đất Nga này tôi nghĩ để giải quyết dễ. Đấy, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì lực lượng Nga cũng đang bị thiệt hại tại Kursk này. Đấy, tuy nhiên nó không nhiều. Đấy, bắt thì bắt được nhiều, giao tranh thì có giao tranh, nhưng mà Nga thiệt hại thực tế là không nhiều tại Kursk này đâu. Đấy, nhưng Nga đang rất là quan tâm cái khu vực Pokrovsk, thì chúng ta cũng chờ xem thôi. Thì hôm nay tôi xin kết thúc sớm cái video này tại đây. Người tôi cũng không được khỏe lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.